Chiều ngày 26 tháng 9, báo Tuổi Trẻ Thủ đô tổ chức họp trưởng đoàn, huấn luyện viên với hơn 100 đoàn vận động viên từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận để bốc thăm chia đội. Tại buổi họp, ông Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ đô, Phó trưởng ban tổ chức giải thông tin với các trường đoàn, huấn luyện viên về công tác tổ chức giải năm nay. Bên cạnh đó, đánh dấu tròn 10 năm giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ đô, tất cả các vận động viên và cổ động viên tham gia thi đấu, cổ vũ đều được bốc thăm trúng thưởng và có cơ hội trúng xe máy. Đồng thời, sẽ có những chiếc xe máy làm phần thưởng cho cá nhân và tập thể đạt giải. Tôi cũng rất là kỳ vọng với cái giải đấu này có thể lan tỏa cho học sinh và sinh viên về cái tinh thần nâng cao thể dục thể thao, từ đó là về nâng cao thể chất. Thể dục thể thao thì cũng phải có một cái sân chơi thì mới khuyến khích được các bạn đi tham gia. Ngoài hơn 100 đoàn vận động viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ đô năm nay còn có các đoàn vận động viên đến từ 9 tỉnh thành lân cận tranh tài. Giải đấu có chất lượng chuyên môn rất là cao, là nơi tổ chức sân chơi cho các em, các bạn và cũng có cả vận động viên chuyên nghiệp đánh nội dung nâng cao. Giải đấu rất là chuyên nghiệp. Năm nay trung tâm của em tham dự là có 30 vận động viên và cũng đủ các nội dung từ lứa tuổi 16-18 đến cả nội dung nâng cao. Năm nay thì là năm đầu tiên mà trường Trung học phổ thông An Dương Vương đăng ký tham dự giải cầu lông. Và rất là vui khi mà năm nay các bạn học sinh nhà trường được đăng ký tham gia một cái giải có quy mô tầm cỡ lớn và là một giải rất là bổ ích cho các bạn học sinh, sinh viên cũng như là các bạn trong thành phố Hà Nội. Tính đến ngày 25 tháng 9, đã có gần 1.200 vận động viên đăng ký dự giải ở hai đối tượng.